gọi là siêu trăng bởi thời điểm đó mặt trăng sẽ xuất hiện lớn nhất, sáng nhất khi nó gần với trái đất nhất. Thời điểm này mặt trăng sẽ cách trái đất 356.536 km. Đây là lần mặt trăng đến gần trái đất nhất trong vòng 68 năm qua và gần hơn 48 km so với lần trước đó. Thời điểm mặt trăng tròn nhất là vào 20 giờ 52 phút hôm nay. Hiện tượng này sẽ kéo dài đến nửa đêm. Chuẩn bị cả ngày, đến 19 giờ 30 phút, các thành viên của Hội Thiên văn Nghiệp dư Hà Nội đã tề tựu đông đúc tại cột đồng hồ đối diện cổng sân vận động Mỹ Đình. Thực ra thì cái nền thiên văn ở Việt Nam nó chưa phát triển và cộng đồng thiên văn rất là nhỏ, cho nên là nhân những cái dịp như thế này mình muốn có những dịp như này để tập hợp phổ biến được kiến thức thiên văn đến nhiều mọi người hơn. Chuyên gia khí tượng cũng cho biết thời tiết cả nước quang mây, thuận lợi để người dân ngắm siêu trăng. Trên thực tế, đường kính của mặt trăng lần này chỉ lớn hơn so với đường kính của những lần trăng tròn thông thường khoảng 7%, độ sáng sẽ khoảng 14%. Để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp, mọi người háo hức phổ biến cho nhau các giải pháp lưu giữ lại hình ảnh đáng nhớ này. Em nghe là hơn 60 năm nay mới có trăng to và em rất thích và em rất là hứng, em chờ đợi mấy ngày nay rồi ạ. Tôi thấy là đọc báo ấy là thấy hôm nay là mặt trăng sẽ to hơn bình thường khoảng 14%. Rất là hứng thú với cái hiện tượng này cho nên là muốn xem thử xem như thế nào. Mình thấy những cái hoạt động này khá là bổ ích, có thể giúp các bạn, đặc biệt các bạn thanh niên như mình tăng thêm cái sự yêu thiên nhiên và tìm hiểu khoa học. Mình thấy là nếu như mà về sau có những hiện tượng như này thì khá là bổ ích để cho mọi người có thể tìm hiểu thêm về thế giới quanh mình. Trước thông tin cho rằng đây là siêu trăng lớn nhất thế kỷ, các nhà nghiên cứu cho rằng đây là thông tin không đúng vì vào ngày 25 tháng 11 năm 2034, hiện tượng này sẽ tiếp tục diễn ra. Nếu như coi nó là gần nhất của thế kỷ 21 thì chưa chính xác. Tại sao nó chưa chính xác ạ thưa anh? Bởi vì là khi mà nói là nó gần nhất của thế kỷ 21 thì có nghĩa là không có lần nào mà được như nó nữa. Và trong khi trong lần này của chúng ta thì đến năm 2034 là nó đã lại tới gần như, tương đương với như thế này rồi. Hiện tượng siêu trăng thực sự là một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, có khi mỗi đời người chỉ được chứng kiến một lần. Phải 18 năm nữa, người yêu thích thiên văn mới lại thấy hiện tượng này. Đây cũng là dịp khơi gợi tình yêu khoa học đối với cộng đồng, nhất là với giới trẻ.